bấy giờ bồ tát pháp huệ quang diệm vương nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng ba đời các như lai thanh văn đại đệ tử đều chẳng biết được phật việc dở chân hạ chân đời quá vị hiện tại tất cả các duyên giác cũng không biết như lai việc dở chân hạ chân hà huống các phàm phu ràng buộc bởi kiết sử vô minh che tâm thức nên chẳng biết thế tôn tránh giác trí vô ngại vượt khỏi đường lời nói số lượng không thể dò ai có thể thấy biết ví như ánh trăng sáng không thể dò bờ mé thần thông phật cũng thế không ai thấy hết được mỗi mỗi các phương tiện niệm niệm biến hóa ra trải qua vô lượng kiếp suy ngẫm không biết được suy ngẫm nhất thiết trí pháp không thể nghĩ bàn mỗi mỗi môn phương tiện bờ mé không thể được nếu ai nơi Pháp này mà phát thệ nguyện lớn, họ nơi cảnh giới này thấy biết không gì khó, dũng mãnh siêng tu tập, biển Pháp khó nghĩ bàn, tâm họ không chướng ngại vào môn phương tiện này, tâm ý đã điều phục, trí nguyện cũng rộng lớn, sẽ được đại bồ đề, cảnh giới tối thủ thắng. Bấy giờ, Bồ Tát phá nhất thiết ma quân trí tràng vương nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng trí thân chẳng phải thân vô ngại khó nghĩ bàn nếu có ai nghĩ bàn tất cả không đến được từ nghiệp không nghĩ bàn khỏi thân thanh tịnh này thủ đặc diệu trang nghiêm chẳng chấp vào ba cõi quang minh chiếu tất cả pháp giới đều thanh tịnh khai môn Phật Bồ Đề sinh ra các trí huệ như mặt trời thế gian, khắp phóng họa quang minh, xa lìa các trần cấu, diệt trừ tất cả chướng Khắp tịnh nơi ba cõi, chặt đứt dòng sinh tử, thành tựu Bồ Tát Đạo, sinh ra vô thượng giác, thị hiện vô biên sắc, sắc đó không chỗ nương, sở hiện tuy vô lượng, tất cả không nghĩ bàn. Bồ đề khoảng một niệm giác được tất cả pháp, sao lại muốn dò lường, bờ mé trí như lai, một niệm đều thấu đạt, tất cả pháp ba đời nên nói trí huệ Phật. Vô tận không thể hoại, bậc trí nên như vậy, chuyên nghĩ Phật Bồ Đề, nghĩ đó khó nghĩ bàn, suy tư không thể được. Bồ Đề không thể nói, vượt qua đường lời lẽ, chư Phật từ đây sinh, pháp này khó nghĩ bàn.